Thế mày nhà đi ra, cái mỏ thì sao cái cắn môi vậy? Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, cùng đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng áp dụng này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng đây là cả một quá trình dài của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Không có chuyện là á quân Forex thế giới hay Pro Trader hoặc là chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc là những người có gọi là có kinh nghiệm trên thị trường ra chia sẻ hay thầy dạy Forex ra chia sẻ về kiến thức hay phương pháp trên thị trường mà không chịu giao dịch thực tế trên MT4 để nhà đầu tư kiểm chứng, cũng như giống như sâu phun toàn bộ lịch sử để minh chứng cái kết quả của bản thân họ trên thị trường, mà chỉ đọc lệnh, phân tích về xu hướng, đưa plan giao dịch, đưa chiến lược và gì nhỉ, dùng TradingView để vẽ vời bịp bợm nhà đầu tư. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu không giao dịch được thì sẽ không có giá trị chứng minh, không có tài khoản để đưa vào trong thực tế. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải hiểu rõ. Tôi chia sẻ và minh chứng vào trong thực tế để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, mọi nhà đầu tư cũng đánh giá và nhà đầu tư cùng thấy rõ về các giá trị này trên thị trường. Không có một thứ kiến thức nào, không có một thứ kinh nghiệm nào, không có một thứ phương pháp nào mà chỉ dùng mồm, dùng mõm, dùng trading view hoặc dùng vẽ vời để tư vấn chiến lược, phân tích về xu hướng mà gọi đó là giao dịch thực tế. Đây là cả một quá trình dài của người đứng ra chia sẻ, họ phải dẫn chứng cụ thể có cơ sở để chúng ta nhìn nhận, có giá trị để chúng ta đánh giá. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không trên cái thị trường giao dịch Forex này. Giao dịch không được thì có nghĩa là bản thân người đó không có giá trị trên thị trường. Những thứ mà họ chia sẻ có nghĩa là không áp dụng được vào trong thực tế trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi mong muốn rằng chính bản thân các bạn là những người tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, hãy thận trọng nhìn nhận và yêu cầu bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, họ chia sẻ đều phải chứng minh thật trực tiếp cho chúng ta kiểm chứng giá trị của bản thân họ trên thị trường về đầu tư. Có như vậy chúng ta mới xác định được rằng người đó có năng lực thật sự hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ về những góc khuất và những vấn nạn trên thị trường và minh chứng mọi giá trị để cho nhà đầu tư kiểm chứng về những điều mà tôi chia sẻ trên thị trường. Tôi mong muốn rằng chính bản thân các bạn là những người tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, hãy nhìn nhận cho đúng, đánh giá cho thật rõ và hiểu được rằng bản thân các bạn đang trực tiếp tham gia vào trong thị trường không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như những gì bọn bịp bợm ngoài kia đang nói. Thị trường này dễ là chỉ có dễ mất tiền, đơn giản chính bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường này chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, học xong mà không chịu sẽ theo dõi đánh giá trực tiếp những giá trị mà bản thân cái thằng thầy nó chia sẻ trên thị trường, nó vận dụng áp dụng vào trong thực tế thì xin lỗi nhà đầu tư tan ra bại sản. Đó là điều hiển nhiên của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính giá trị giao dịch thực tế trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng đánh giá, cùng nhìn nhận và cùng hiểu rõ được các giá trị này trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream này. Đó, các bạn thấy rõ nha, giao dịch được thì chứng minh, tôi luôn luôn chứng minh về những gì tôi chia sẻ trên thị trường để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng kiểm chứng. Những giá trị tôi truyền tải trên thị trường đều là xuyên suốt cho cả quá trình dài của bản thân tôi trên thị trường về đầu tư Forex này, để nhà đầu tư cùng thấy rõ được những biến động trên thị trường và những lệnh tôi ra vào trên thị trường. Và tôi luôn luôn vận dụng những tài khoản nhỏ để đánh lên lớn, làm sao tạo ra những giá trị thực sự để mọi nhà đầu tư cùng kiểm chứng cho cả một quá trình dài phát triển của bản thân tôi. Đó. Thì thứ bảy này thì vào 9 giờ tôi sẽ off để chia sẻ về đầu tư cho toàn bộ học viên của bản thân tôi bắt đầu đầu tư trên một kênh nha. Thì toàn bộ anh em học trò sẽ tập trung ở tại biệt thự của bản thân tôi nha, vào lúc 9 giờ sáng.
và để theo dõi buổi chia sẻ này và tất cả những gì tôi minh chứng đều có dẫn chứng cụ thể. Và thứ hai ngày mùng 9 tháng 5 thì tôi có mặt ở tại Hà Nội để chuẩn bị cho cái cuộc đi phượt xuyên Việt từ ngoài miền Bắc vào đến trong miền Nam cùng cả học viên của bản thân bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư thì mọi nhà đầu tư tự kiểm chứng cho những giá trị mà chúng tôi truyền tải. Đó. Ok nha, tôi đi qua tài khoản khác chia sẻ đến mọi người.